Ổ điện sạc điện thoại V-Gear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tiết kiệm không gian, dây nối dễ dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại V-Gear VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đạt chuẩn FFI hoặc cáp bóc máy Samsung trị giá 100.000 cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối thứ hai ngày 4 tháng 3. Trong video này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bàn luận về một bài viết được đăng tải bởi truyền thông phương Tây. Các nguồn tin này đã bắt đầu nói về cách mà NATO sẽ triển khai lực lượng bên trong lãnh thổ Ukraine. Có một vài phương án khả thi. Đầu tiên là tại biên giới Ukraine với Belarus, để đảm bảo lực lượng Nga đóng quân tại đây sẽ không dám tiến đánh. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng sẽ có khả năng gửi lực lượng tới miền Đông để chiến đấu. Thứ hai là triển khai lực lượng tại bờ Nam nhằm mục đích bảo vệ Odessa và Moldova trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Quay trở lại với bản đồ, chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Vị trí mình biểu thị là phương án đầu tiên của quân NATO. Quân đội Ukraine sẽ có thể giải tán lực lượng đang bảo vệ vùng đất này để chuyển tới chiến trường phía Đông và bắt đầu chiến đấu. Mình không rõ nơi đây có bao nhiêu quân Ukraine, nhưng khả năng là lên đến vài chục nghìn quân. Tiếp theo là giải đất tại phía Nam, bao gồm cả thành phố Mykolaiv. Đây là một phòng tuyến chống lại Nga nếu họ có ý định tấn công Odessa, và đúng là Nga đang nuôi ý định đó thật. Con đường hợp lý nhất mà quân đội Nga có thể đi là thông qua Mykolaiv, thông qua Kherson, vượt sông Dnipro để đến với Odessa. Chắc chắn, với việc đóng quân tại vị trí mình biểu thị, thì quân đội NATO sẽ có khả năng bảo vệ được châu Odessa. Có vẻ như là họ đã đánh giá quân đội Nga sẽ đổ bộ theo đường biển với lực lượng hải quân là không cao. Lý do NATO nói là đến phía Nam để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân, nhưng lý do sâu xa là thiết lập ra một phòng tuyến chặn đứng mọi nước đi của Nga tới Odessa. Nếu quân đội Nga thực sự tấn công vào vị trí này, nó sẽ khiến cho chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Quan trọng hơn, với phòng tuyến này thì nó có thể giúp cho Moldova, một nước thuộc NATO, dễ dàng hơn trong việc xử lý vấn đề tại Kakauzia và Transnistria. Mình không biết nước đi tiếp theo của họ là gì, nhưng chẳng thể phủ nhận khả năng họ đang toan tính điều gì đó điên rồ, ai mà biết được. Tiếp theo, chúng ta có phát biểu từ Thủ tướng Pháp, ông Gabriel Attal. Ông cho rằng chiến thắng của Nga sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với toàn châu Âu. Theo góc nhìn kinh tế thì sự kiện này không khác nào đại thảm họa. Theo nguồn Stefan Sejourners, chỉ riêng về mảng kinh tế thì Nga sẽ có thể chiếm được 30% sản lượng lúa mì của toàn thế giới nếu họ thắng trận. Thủ tướng cho rằng phương Tây cần phải làm điều gì đó để khiến cho Nga thất bại nhưng không làm nổ ra một cuộc chiến to hơn. Trên đây là quan điểm của Pháp. Ta biết được rằng Pháp và Canada sẽ là hai nước đầu tiên gửi quân tới Ukraine. Về phía Ba Lan, giới chức nước này cho rằng đây là quyết định của Pháp chứ không phải là của NATO, vậy nên họ sẽ không gửi quân đội đến mà chỉ bán vũ khí cho Pháp. Quay trở lại với diễn biến trực tiếp trên tiền tuyến, quân đội Nga thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ tới 38 chiếc UAV trong nỗ lực tấn công cầu Crimea. Có vẻ như quân đội Ukraine đã phát hiện ra vị trí của các hệ thống phòng không Nga. Trong hôm nay, chúng ta sẽ còn có thêm nhiều thông báo mới về các khí tài, kho chứa vũ khí và cầu Crimea bị tấn công. Tiếp tục với tình hình tại Robotyne, thêm nhiều nguồn tin nữa cung cấp bằng chứng cho rằng quân đội Nga đã rời bỏ vị trí trung tâm Robotyne và bắt đầu kéo quân về phía Nam. Đây là video tấn công tầm xa được quân đội Nga đăng tải. Ta có thể khẳng định rằng Robotyne hiện đã nằm trong vùng sáng hoặc thuộc toàn quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Chúng ta sẽ chưa điều chỉnh lại bản đồ vì nguồn tin Ukraine chưa khẳng định thông tin này. Tại vùng đất nằm ở giữa Mala, Tomoska và Vyborve, quân đội Nga đăng tải đoạn video tấn công vị trí tập trung lực lượng Ukraine bằng bom chùm và bom FAB-500. Các nguồn tin cho rằng động thái mới của Nga tại Robotyne là đang ẩn chứa điều gì đó. Rất có thể đó là một viên gạch nhỏ trong kế hoạch lớn hơn của họ. Giờ đây ta chỉ biết rằng quân đội Nga đã rời bỏ vị trí tại Robotyne và bắt đầu tấn công tầm xa ác liệt vào vị trí nêu trên với các đợt không kích, bom FAB, bom chùm. Đó là vị trí tập trung chủ yếu của quân binh Ukraine. Chắc chắn sắp tới sẽ có một sự kiện gì đó diễn ra. Tại Novomykhailivka chỉ có thông tin gì mới được cập nhật. Đã là một quãng ngừng tương đối dài rồi. Tình hình có vẻ như đang rất phức tạp. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin mới. Tiếp tục video, quân đội Nga đẩy mạnh áp lực quân sự vào Krasnohorivka. Các nguồn tin cho rằng quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát vùng đất phía nam con phố 8 Mata. Tất cả mọi thứ nằm ở đường kè này là thuộc quyền kiểm soát của Nga. Những diễn biến trên chưa có video, hình ảnh xác nhận. Kéo về phía tây, ta thấy quân đội Nga đang nối dài chiến dịch tấn công của mình về hướng Kherson. Hôm nay, có một số bằng chứng mới cho thấy quân đội Nga đã thành công chiếm được hệ thống công sự. Các đường hào nằm ở phía nam hồ chứa nước. Rất có thể, vùng lãnh thổ mình biểu thị đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga.
Chưa dừng lại ở đó, các đòn tấn công tầm xa cũng được Nga triển khai vào tuyến sau của Ukraine. Sau đòn pháo kích thì một kho chứa đạn dược của Ukraine đã bị phá hủy. Tác công chuyển tiếp tới tình hình tại Odessa. Khá là bất ngờ khi mà trong hôm qua chúng ta chưa nhận được bất kỳ tin tức gì mới. Các cuộc giao tranh chắc chắn là vẫn còn nổ ra tại Tonanke, Olivka. Chưa có thông tin gì mới về việc Nga có chiếm được con phố Yelahina hay chưa. Tại Berdychi cũng tương tự là như vậy. Theo một tướng lính trên chiến trường của Ukraine thì ông cho rằng quân đội Ukraine đã thành công ổn định tiền tuyến. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu thông tin này có chính xác hay không và bao giờ quân đội Nga mới đạt được tiến triển tiếp theo. Chỉ còn vài bước nữa từ Tonanke và toàn bộ phòng tuyến Ukraine sẽ sụp đổ. Các nguồn tin Nga hôm nay có đăng tải một thông báo mới khá đáng chú ý. Đây là một loại mìn mới của quân đội Ukraine. Những chiếc đèn pin này được thả xuống vùng Donetsk bởi UAV của Ukraine hoặc là từ hệ thống phòng không tên lửa liên thanh bắn ra kèm theo. Khi mà người dân nhìn thấy chiếc đèn pin này, họ sẽ nghĩ ngay đến việc đây là đèn pin của quân đội. Chắc hẳn đây là một chiếc đèn pin với chất lượng đặc biệt cao và có thể đem về sử dụng trong hộ gia đình hoặc đối với các người lính Nga thì đây là một thiết bị hết sức tiện dụng, đặc biệt là trong điều kiện chiến đấu và ban đêm. Họ có thể sử dụng nó để soi sáng các con hào, hệ thống công sự. Nhưng khi cố gắng để khởi động chiếc đèn pin, nó sẽ phát nổ ngay sau khi người sử dụng bấm nút. Một khi đã phát nổ thì nó sẽ thổi bay bàn tay của người cầm. Đây chắc chắn là một tội phạm về phía Ukraine. Nhưng đây cũng là một hướng tiếp cận khá là mới mẻ của quân đội nước này. Tiếp tục tình hình tại Bakhmut, chúng ta có thông tin mới cho rằng quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ mới mình biểu thị. Họ đang di chuyển xa hơn về phía tây nam khu định cư. Có vẻ như quân đội Nga đang tìm đường để tạo khoảng cách xa nhất có thể so với vị trí phòng thủ bao quát toàn bộ lãnh thổ của quân đội Ukraine tại cao điểm phía bắc. Quân đội Nga đang tìm cách để vòng ra đằng sau các tuyến phố tại đây mà không để bị bắn hạ bởi lực lượng Ukraine đóng quân trên cao điểm. Họ sẽ tìm ra mọi cách để tránh càng xa đường H-32 càng tốt, vì nơi đây đã nằm gọn dưới họng súng của quân Ukraine. Nói chung là quân đội Nga đang di chuyển về hướng Tây Nam và mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là một trang trại tại đây. Hôm nay, quân đội Nga cụ thể hơn là đơn vị Kamatov Amas đăng tải đoạn video tấn công trang trại này với UAV, các đòn pháo kích và nhiều loại khí tài khác. Có vẻ như đây chỉ là đòn tấn công nhằm mục đích chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ sắp tới. Chắc hẳn trong đầu tuần tới, quân đội Nga sẽ chiếm được phần lãnh thổ này. Cụ thể hơn là vị trí mình biểu thị trên bản đồ. Tiến triển này sẽ đem lại cho Nga nhiều lợi thế. Đầu tiên, thông qua cánh rừng họ có thể chạm tới con đường vận chuyển quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng chiến đấu tại Krychitka. Chưa dừng lại ở đó, quân đội Nga cũng có khả năng sẽ tiến tới được con đường H-32 và đánh gãy tuyến vận chuyển chính của quân đội Ukraine tới Ivanovske. Trong quá trình đó, chắc chắn quân đội Nga sẽ đồng thời phải giải trường hỏa lực từ quân Ukraine trên cao điểm phía đông bắc. Với bản thân tình hình tại cao điểm nói trên, quân đội Nga chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đánh chiếm cao điểm này. Chuyển tiếp tới tình hình tại Sivos, ta có thông báo mới về các cuộc giao tranh tại Bilohorivka. Đây là một cuộc chiến cực kỳ gian khổ và đẫm máu. Quân đội Nga trong chiến dịch tấn công của Ukraine vào tháng 9 đã để mất vùng lãnh thổ này. Kể từ đó cho tới nay, đã hơn một năm quân đội Nga liên tục nỗ lực để lại chiếm Bilohorivka. Ta có thể khẳng định rằng nếu Nga đưa quân chấn giữ Bilohorivka trong năm 2022 thì họ đã không phải bỏ ra quá nhiều tài nguyên để tái chiếm khu định cư như trong thời điểm hiện tại. Tại bờ bắc khu định cư, có video ghi nhận quá trình Nga đánh bom. Chắc hẳn trong vài ngày tới họ sẽ lại tiếp tục đem quân tiến đánh, nhưng mình không nghĩ là họ sẽ mang lại kết quả gì đáng kể. Về cơ bản thì hiện tại chưa có tiến triển gì mới tại vùng lãnh thổ này. Ngoài ra tại bờ nam và bờ bắc Kubian cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.